Bạn biết được những kênh học lập trình hay ho nào bằng tiếng Việt ngoài HowKTeam và Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm? Với rất rất nhiều những khóa học miễn phí. Hay Dũng lại lập trình và Tôi đi cốt dạo với những chia sẻ hữu ích xung quanh nghề lập trình. Hãy cùng tôi đến với danh sách 10 kênh học lập trình hay miễn phí tiếng Việt. Nhớ xem đến cuối video nhé, vì sẽ có một kênh của nữ lập trình viên quốc dân đấy. Một, Dũng lại lập trình. Kênh học lập trình hay ho nhất bằng tiếng Việt mà tôi từng biết. 170.000 người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính Python. Chủ kênh là một thanh niên thành công đến từ chuyên 8 Amsterdam, Hà Nội. Hiện đang là giảng viên tại Úc. Đến với kênh Dũng lại lập trình, bạn sẽ được trải nghiệm những kiến thức cơ bản về lập trình cũng như giả thuật. Do đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học cùng tư duy logic nên thanh niên Dũng lại nói rất dễ hiểu. Do đây là kênh YouTube được tạo ra với mục đích chính là bán thẻ Meetup cùng các khóa học nên kênh không có nhiều bài học chuyên sâu. 2. Tôi đi cốt dạo. 189.000 người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính Java. Vâng, tôi không nói đùa đâu. Đấy là Java. Anh Hoàng đã tạo ra một kênh lập trình hay nhắc đến các nữ thần tượng Nhật Bản. Chủ kênh có một niềm yêu thích Java vô bờ bến. Kênh ra các vlog về khía cạnh lập trình thông qua cách kể chuyện hài hước, dân cốt, biết thêm được những tool, mẹo, hữu ích trong công việc. Tuy nhiên, anh Hoàng nói khá nhanh trong video nên hơi khó nghe cho thính giả. Và chủ đề chính của kênh cũng không phải là về tutorial nên những bạn nào muốn học lập trình thì kênh này sẽ không thể nào đáp ứng được. 3. HowKTeam. 125.000 người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính C#. HowKTeam là một kênh lập trình hay có tất cả các khóa học về C#, C# WinForm, C# WBF, ASP.NET MVC 5, lập trình game với C#, v.v. Ngoài ra, kênh còn có các khóa học liên quan đến SQL Server, Unity và Python. Các bạn thoải mái học nhé. Tuy nhiên, các khóa học đã được làm ra ở đây đã khá lâu nên việc học các công nghệ framework mới khá khó khăn. 4. Trung tâm đào tạo công nghệ Khoa Phạm. 78.6 nghìn người đăng ký. Nền tảng lập trình chính Android, Node.js. Đây là kênh YouTube học cốt miễn phí của một tổ chức nên rất đa dạng về khóa học, không chỉ Android hay Node.js như tôi đã đề cập ở trên. Kênh lâu lâu mới ra một khóa học nên các bạn sẽ phải ngóng chờ khá lâu đấy. 5. Thư viện lập trình Tip and Story. 142.000 người đăng ký. Nền tảng lập trình chính không có. Kênh được xây dựng hoạt động với mục đích mang đến cho cộng đồng lập trình một thư viện dồi dào, miễn phí về công nghệ thông tin. Ngoài code, admin còn mang đến cho chúng ta một vài khóa học về Photoshop, điều mà tôi nghĩ các bạn lập trình viên hiện giờ, đặc biệt là front-end developer nên học. Kênh cũng đã có 10 tháng không ra video mới. Anh em lập trình cũng đang rất mòn mỏi mong chờ. 6. Lập trình viên TV. 48.4 nghìn người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính Python. Không gì ngoài những câu chuyện xung quanh nghề lập trình bằng chất giọng chân thật, kênh đã truyền tải ý kiến của admin vô cùng thuyết phục
thông qua các vlog. Kênh không sử dụng nhiều pattern interrupt nên đôi khi người xem sẽ có cảm giác khá nhàm chán. 7. Dạy nhau học. 38,2 nghìn người theo dõi. Ngôn ngữ lập trình chính C++ với một bề dày 8 năm phát triển. Kênh dạy nhau học hứa hẹn mang đến cho các bạn những kiến thức chuyên sâu nhất về C++. Ngoài ra, kênh còn đem đến một số thông tin hữu ích nhất định về tiếng Anh hay TOEIC. C++ khá khó học. Việc này có thể làm cho những sinh viên mới theo ngành có chút không hứng thú. 8. TEDU Channel. 30,6 nghìn người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính C#, JS. TEDU Channel là nơi đào tạo trực tuyến về lập trình, chia sẻ các kiến thức thực tế. Đến với kênh, bạn sẽ có thêm tự tin để bắt đầu con đường lập trình của mình. Kênh có một điểm trừ nhỏ, đấy là giọng đọc chưa được truyền cảm cho lắm. Chín, Atlas Musi. 19,1 nghìn người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính không có. Bạn đã quá buồn chán với những kênh học lập trình của phái mạnh, vậy thì Atlas Musi là lựa chọn thích hợp cho bạn đấy. Đây là vlog của cô người yêu quốc dân đối với tất cả anh em lập trình chúng ta. Chủ đề của kênh xoay quanh cuộc hành trình từ một sinh viên ngoại thương trở thành một international developer của Atlas. Đúng như tên của kênh, ta sẽ được thấy một vài hành động hay câu nói ngố tàu đến mức ngu si của Atlas. 10. Lập trình Angular. Ngôn ngữ lập trình chính Angular. Đây là kênh lập trình tuy mới nhưng đem đến rất nhiều những kiến thức chuyên sâu về Angular. Những kiến thức thực tế của chủ kênh sẽ được truyền tải một cách đơn giản nhất, giúp bạn dễ dàng thực hành. Vừa rồi là những kênh học lập trình hay nhất 2021 bằng tiếng Việt. Bạn có đồng ý với tôi không? Hay bạn còn biết những kênh khác còn hay hơn? Hãy comment ở bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.